Vào năm 2014, thứ tư lễ tro năm 2014 thì cha bắt đầu một cái cuộc hành trình mới trong cuộc đời cha. Đó là cha ăn cây cỏ hạt giống. Cha ăn cây cỏ mang hạt giống. Để rồi cha thi hành lời dạy của Chúa là yêu thương và cho khóc. Thì cha nói cho anh chị em nghe là ông xin lỗi, còn ba người ngồi bên này. Đây là ông chủ tịch không? Chủ tịch chữ thập đỏ hả? Một đăng một đốt. Còn đây bệnh nhân anh bệnh gì? Ung thư máu thì chợ đấy. Chút nữa là tuy rằng các thầy không có về, nhưng mà sẽ nói chuyện vậy là làm giấy luôn ha. Cha nói vào năm 2014 thì cha đi vào một cái cuộc thánh chiến. Không phải là cha nói để rồi cha so sánh, cha không có so sánh, mà cha nói một cái sự thật trong cuộc đời của cha. Do bởi cha là người Công giáo, rồi sau đó cha đi tu, cha làm linh mục. Như vậy thì cha phải thật sống theo cái gương của ai? Gương của Chúa. Do bởi cha là người Công giáo, cha đi tu, cha làm linh mục, thì cha phải sống theo cái gương của Chúa Giêsu. Vậy nếu cha là người đạo Phật thì cha phải đi tu, cha phải làm sư trụ trì, cha phải sống theo gương ai? Đức Phật. Vậy cha làm sống theo gương của Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu đi vào sa mạc 40 đêm ngày. Trước khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng cho nhân loại, thì Chúa Giêsu đi vào sa mạc để mà tĩnh tâm cầu nguyện 40 đêm ngày. Mấy bạn có nhớ đoạn tin mừng đó không? Thì sau khi Chúa vào sa mạc 40 đêm ngày tĩnh tâm cầu nguyện rồi, thì đến khi mà Chúa ra khỏi sa mạc thì Chúa đi đâu? Chúa đi rao giảng. Rồi Chúa đi rao giảng, Chúa làm nhiều phép lạ, Chúa cứu mọi người và Chúa cứu nhân loại. Đó là tin mừng. Chúa Giêsu đi vào sa mạc, thần khí của Chúa đẩy vào sa mạc 40 đêm ngày. Để chi? Để Chúa vào nơi hoang vắng đó, để Chúa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày. Đúng 40 đêm ngày thì Chúa cảm thấy đói, thì ma quỷ đến, nó cám dỗ Chúa. Nó cám dỗ Chúa bằng cách là, các cơn cám dỗ thứ nhất là nếu ông ăn bánh này đi, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy biến cục đá này thành bánh cho ông ăn. Bởi vì ma quỷ lúc này nó biết Chúa Giêsu là người nhịn đói 40 ngày, nó biết Chúa Giêsu đang đói. Cho nên nó dụ Chúa Giêsu là nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy biến cục đá này thành bánh. Chúa Giêsu mới dạy lại cho ma quỷ. Rồi Chúa Giêsu dạy lại cho ma quỷ. Rồi ma quỷ nó thử thách Chúa lần thứ nhất không được, nó thử thách lần thứ hai. Lần thứ hai nó thử thách rằng nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy gieo mình xuống biển. Nó dẫn Chúa Giêsu lên núi. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy nhảy xuống đất này, thần khí Chúa sẽ ta đỡ ta năng. Như vậy thì ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu 3 lần. Nhưng đến cơn cám dỗ thứ 3 thì Chúa Giêsu nói thẳng với ma quỷ là ngươi phải thờ lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Nghe kỹ nha, ma quỷ nói với Chúa Giêsu là ngươi phải thờ lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Vậy thì lúc này đây, con người thờ Chúa rồi, ai thờ Chúa nữa? Ai? Nãy Chúa Giêsu nói sao? Nói với ma quỷ sao? Ngươi phải thờ lại Đức Chúa là Thiên Chúa. Như vậy thì con người, vạn vật, ma quỷ, tất cả phải thờ. Và sau đó ma quỷ cám dỗ Chúa 3 lần cũng được,
Thì sau đó nó rút luôn Chúa Giêsu ra khỏi sa mạc đi rao giảng tin mừng. Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, rồi Chúa Giêsu chữa lành, Chúa Giêsu giảng đạo. Đúng 3 năm sau Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập giá. Đó là cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì cha là người công giáo, cha đi tu theo Chúa, cha làm linh mục, cha theo Chúa thì cha phải sống cuộc đời của Chúa sống. Thì cuộc đời của Chúa sống là ăn cây cỏ cũng bỏ vào cho không. Đó là cuộc đời của Chúa. Sau 4 năm cha ăn cây cỏ, buông bỏ cho không theo cuộc đời của Chúa 4 năm. Thì đến bây giờ Chúa lại ban cho cha, tạm gọi là như vậy, những cái ơn cần thiết để cha có thể cha làm sáng danh Chúa khi cha còn sống. Thì hôm nay là cha đã chứng minh cho mọi người thấy rằng cha đã cứu chữa mấy chục ca ung thư như vậy. Anh chị em có đồng ý không? Rõ ràng sao này? Hiện giờ là 9 ca ung thư đang đi khám nghiệm để trở về ung thư sạch bình. Hôm 9 ca phải không? 9 ca không? Dạ. Cha nhà hôm nay 9 ca có ông Trung ngồi vô nữa là 10 ca. Tự nhiên cha nhớ 10 người không cùi ở trong tin mừng. 9 người thì đi khám nghiệm mà có người ở lại hả? Như vậy sau 4 năm cha đi vào cái con đường mà Chúa dạy là ăn cây cỏ buông bỏ cho không, thì giờ đây Chúa lại làm phép lạ là Chúa ban cho cha một cái hồng ân để chữa lành cái bệnh mà đó. Cái bệnh này, cái bệnh nan y này nó gọi là kẻ thù của ai? Hả? Kẻ thù của ai? Bệnh nan y á, ví dụ như là bệnh các loại bệnh nan y, nó là kẻ thù của ai? Kẻ thù của dân tộc. Nó kẻ thù của mình không? Bệnh nan y nó gọi là kẻ thù của dân tộc. Mà dân tộc có đội trời chung với nó không? Không. Không chấp nhận đội trời chung. Có nghĩa là không chấp nhận sống chung như ung thư lưỡi. Không nè, không chấp nhận. Bởi vì nó là kẻ thù của mình. Vậy nhưng mà ngược lại, anh chị em thấy đó, sau 21 thế kỷ thì hiện bây giờ Chúa mới cho xuất hiện là chữa bệnh ung thư. Mà bằng chứng là bây giờ là những ca này sắp đi tháng sau là đi khám nghiệm đi về nữa nè. Đó, tháng sau đi khám nghiệm để đi về. Mình ra 3 ca rồi, rồi bữa nay đi 9 ca, rồi tháng sau này đi phải 90 ca nữa nè. Đó, rõ ràng trước mắt mọi người nhìn thấy đó. Có phải là sau 4 năm cha đi vào con đường của Chúa, sau 4 năm Chúa là làm một phép lạ trên anh chị em nữa. Đó là cái phép lạ đó là gì? Là chống lại sự dữ của ma quỷ. Bệnh ung thư này có phải là sự dữ của ma quỷ không? Phải không? Chị vô đây, chị thấy mọi người bệnh như vậy, chị thấy chồng chị vui không? Chị thấy hy vọng cho chồng chị khỏe. Đó, em đem thương máu nè. Ông chủ tịch chữ thập đỏ thấy rõ ràng đó. Ông vô đây rồi, ông mới chứng kiến được. Đó là những người bệnh tật như vậy. Vậy cha mới nói với anh chị em rằng sau 4 năm cha đi vào con đường của Chúa là ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Giờ đây Chúa lại làm phép lạ trên anh chị em là chống lại sự dữ, chống lại bệnh tật. Vậy sau khi cha ăn cây cỏ 4 năm rồi thì tự nhiên con động vật nó được trả thù. Giờ đây là không ai, những người mà từ từ đây rồi thế giới này nó sẽ hiểu ra được, không ăn nó nữa. Không ăn ông bà tổ tiên con cháu nữa. Đó là một cái niềm vui cho động vật. Rồi sau khi mình không ăn động vật thì nó là một niềm vui cho cây cỏ mai hạt giống.
À, bởi vì giờ đây cây cỏ màng trống nó có cơ hội để nó khoe mình, để nó mang trái, để nó mang hạt, nó giúp cho người ta. Còn trước đây mình thấy cây đu đủ á, mình thấy trái đu đủ á, mình thấy cái cây đu đủ nó ra trái, mình đâu thèm ăn. Chừng nào mà có mua được cái đầu heo về á, là trái đu đủ nó mới có giá trị, đúng không? Phải vậy không? Còn nếu cái đầu heo mà không có ở nhà, trái đu đủ vô nghĩa đó, có ăn cũng là chỉ ăn chơi thôi. Hẳn nè. Rồi cây chuối mà nó trổ buồn đầy hết á, vậy đó, mà cái bắp, cái hoa chuối đó, nó lủng lẳng đầy hết, nhưng mà chừng nào có gà, ăn gà mái tơ là cái hoa chuối nó mới ra trái. Còn nếu không có gà mái tơ thì có hoa chuối nó có giá trị không? Không. Đó. Thấy không? Ví dụ những cái cụ thể điển hình vậy đi. Đó. Vậy thì giờ đây cây cỏ mang hạt giống nó có cơ hội và nó phát triển, nó làm tròn cái sứ mệnh của nó là bảo vệ nuôi dưỡng mọi người. Còn con động vật giờ đây nó có sứ mệnh là nó làm đẹp cho trái đất, cho vũ trụ và trang trí cho con người và phục vụ con người. Giờ đây con ngựa được cởi xe, được chở người ta đi, con bồ câu, con chó giữ nhà, con trâu đạp lúa, con bò thì kéo cày nhất nhất. Giờ đây tất cả các loài động vật nó có cơ hội để nó phục vụ cho con người, trang trí cho vũ trụ, làm đẹp vũ trụ. Còn giờ đây cây cỏ mà hạt giống nó có cơ hội, nó khoe mình, nó làm sáng danh cho Chúa bằng cách là nó ra trái để cho mọi người. Đó. Còn con người giờ đây trở về với cái thánh ý Thiên Chúa đã định cho chúng ta là ăn cây cỏ để chống lại sự dữ, là cái bệnh quái ác. Thấy vậy không? Cái bệnh quái ác là cái bệnh hiểm nghèo, là cái bệnh nan y này. Chúng ta ăn cây cỏ để chống lại cái bệnh quái ác này. Tất cả những người đang có mặt ở đây là đang ăn cây cỏ mang hạt giống để chống lại cái bệnh quái ác này. Nha. Chống lại bệnh quái ác. Do vậy mà bắt đầu từ hôm nay trở đi thì cha cũng không biết là cha còn ở với anh chị em bao lâu, bởi vì cha đã cảm nhận được là sứ mạng cha đã hoàn thành. Sứ mạng cha đã hoàn thành. Một người đã hoàn thành sứ mạng rồi thì sớm muộn gì họ cũng phải ra đi theo lời của Chúa. Họ đi theo cái con người mà đã chỉ dẫn cho họ. Thì hôm nay cha đã thấy là cha đã hoàn thành sứ mạng của cha, là cha đã đi vào xa, đi vào trong cái khu rừng trắng ở tại vĩnh này 44 năm để cha ăn cây cỏ, buông bỏ cho không. Sau 4 năm đó thì cha đã chỉ cho anh chị em một cái con đường gọi là vượt ra cái chết, chống lại tội lỗi, chống lại bệnh tật. Mỗi người bệnh tật thì giờ đây ta phải ăn cháo trắng, ta phải uống thuốc như thế nào để ta chống lại bệnh tật, để ta chống lại cái chết. Những người mạnh khỏe giờ đây ta phải ăn uống như thế nào để ta có một cơ thể trong sạch, vững mạnh, cường tráng để ta thờ Chúa cho đúng nghĩa. Đó là điều mà cha những điều đó cha đã làm xong rồi. Cha đã chỉ cho mọi người là ăn cây cỏ mang hạt giống, và cha đã cứu những người mà đang bệnh nan y, đang bệnh ung thư, chờ chết. Cha đã cứu mọi người một cách trước mặt mọi người rồi. Và cha cũng đã làm gương cho mọi người là yêu thương nhau và cho nhưng không rồi. Vậy thì đối với cha bây giờ, sứ mạng của cha đã hoàn thành. Vậy thì cha còn gặp được bao nhiêu người thì tùy vào cái ý của cha. Cha còn chữa được bao nhiêu người thì tùy vào cái sứ mệnh của cha. Do vậy mà thế gian này không thể trách cha.
Nếu ai nhận ra sớm thì đến sớm, còn ai nhận ra muộn mà cha đã không còn nữa thì cũng phải chấp nhận thôi. Rồi những người mạnh khỏe này phải cố gắng chỉ lại cho những người bệnh tật, chỉ lại cho những người mà họ đang bệnh tật, để giúp họ vượt qua. Giống như ngày xưa tôi bệnh ung thư, tôi từ ở ngoài Nam Định vô, tôi chữa bệnh ung thư của tôi xong rồi, bây giờ cha đã đi rồi, bây giờ cha đâu còn nữa chữa, thôi chị ơi, để chị chữa cho em nhé. Em ơi, em khỏi cần đi kiếm, chị chữa cho em. Chị chữa, cha chữa cho chị làm sao thì chị sẽ chữa cho em y như vậy. Thế nè, rồi em cầu nguyện với Chúa đi, rồi em ăn cái cỏ mang hạt giống đi, từ từ Chúa sẽ chúc lành cho em. Vậy thì những người nào mà được gặp cha, đó là cái phúc vô cùng, phúc lành vô cùng. Vì cha cũng không thể ở đây lâu được, cha đã làm tròn cái sứ mạng của cha, mở ra cho nhân loại kỷ nguyên mới 8 tỷ người là phải ăn cây cỏ mang giống để chống lại sự dữ của bệnh tật, chống lại sự ác ôn của ma quỷ. Năm nay là năm 2018, coi như là một thế kỷ mới. Một kỷ nguyên này là kỷ nguyên dành cho tất cả mọi người trên vũ trụ này phải ăn cây cỏ mang hạt giống. Và cái kỷ nguyên này, con người mới hiểu được rằng cơ thể của tôi, tất cả mọi chất khi nạp vào cơ thể của tôi, mọi chất đều cần phải được nano hóa thì cơ thể của tôi mới cường tráng, mới có sức khỏe, mới mạnh mẽ, mới trong sạch được. Đó là điều mà cha muốn nói với mọi người rằng một kỷ nguyên mới này sẽ mở ra cho anh chị em, đó là ăn cây cỏ mang hạt giống để chống lại sự dữ của ma quỷ, chống lại căn bệnh hiểm nghèo mà hiện nay thế giới đã không thể chống lại được, khoa học không chống nổi, và tất cả các tôn giáo đi vào ngõ cụt, không có cầu xin cầu nguyện gì được. Tại sao? Tại vì họ không nhận ra được cây cỏ mà hạt giống là thức ăn của mình. Không có tôn giáo nào nhận ra được cây cỏ mà hạt giống là thức ăn. Có cao cấp lắm là đạo Phật dạy anh chay, chứ cũng không dạy là cây cỏ là thức ăn của mình, dạy điều này. Vì thế cha đã làm tròn sứ mạng của cha cho mọi người. Cha mong rằng những người nào mà không nghe được thì hãy cố gắng nghe những người truyền tải được, để được cứu, để được cứu.